trời trời. Đó là giờ mới mấy chén nước mắm vô tô đó, quậy lên cho nó đều ra rồi múc ra ra. Rồi mới chan vô nó. Nó thiếu chất ngọt càng hơn ngon. Trời. Gì không kỹ gì vậy? Tại xin nó phải nóng rồi. Nóng. Dùng hết vô. Dùng hết vô. Trời trời. Kêu mẹ Út Mi cũng cười quá trời. Không biết là vợ Út Mi. Hồi đó anh đang xài gì à? Kêu mẹ Út Mi, kêu nhà quen mày. Út à má? Giờ như vậy anh trắng. Giờ anh trắng. Mắm này sao dầu lại nữa? Bỏ vô đông tô đó quậy lên. Đông tô đó. Sao? Thế là vậy hả? Ừ. Ngọt quá, nó ngọt quá, ngon lành. Trời ơi. Làm đi. Rất là ăn chê, tao chịu cho. Ăn chê mà. Chứ chất ngọt, ăn có ngon lành gì, nước chấm phải ngọt ngọt chút. Ngọt cay cay, đừng cay lung. Ăn vào như thành phố. Thì cứ tưởng tượng lên mình danh thành phố đi. Trời ơi, thiệt thiệt quá thử. Quê thì ăn mặn, quê. Bữa này nó cay hay mặn đây? Nó mặn. Nó mặn à. Rồi nè, bứng này lên đi. Đây. Bứng nào? Thôi ta cắt luôn đi, ta để cho chắc sẵn luôn đi, có mất công hồi. Bứng này nè. Ơi, này nè. Đã rồi, rồi bắt luôn đi. Có lấy đồ đúng không? Nè biết ngon hơn dỗ ớt mà ta không ớt. Nắng giữa dài thôi nói chứ không biết. Quét.